ăn trong nồi ngồi trong hướng đây là câu nói của các cụ cha ông chúng ta gian dạy con cháu của chúng ta khi đến một nơi nào đó khi chúng ta ngồi ăn thì chúng ta sẽ phải ngồi nhìn hướng khi tất cả mọi người hướng vào một cái mâm ăn thì chúng ta cũng phải ngồi hướng vào mâm ăn để thể hiện sự đoàn kết sự tôn trọng và đây là một cái um, câu nói của bà con chúng ta gian dạy con cháu vừa là khuyên răn dạy vừa là để nễ phép lịch sự đối với con người trong một gia đình trong một mâm cơm và con người trong một môi trường để chúng ta có thể là thể hiện sự tôn trọng nễ phép và ngồi trong hướng và đó chính là khi chúng ta ngồi đối diện với khách hàng hoặc khi chúng ta làm việc gì đó hoặc là chúng ta làm việc gì đó chúng ta ngồi xuống thì chúng ta sẽ phải nhìn vào hướng người đối diện nhìn với khách hàng khi chúng ta nói chuyện giao tiếp chúng ta cần ngồi xuống giao tiếp với khách hàng chúng ta có thể ngồi đối diện với khách hàng và chúng ta không thể nào mà quay lưng với khách hàng được thì đây là một trong những cái câu nói ăn trong nồi ngồi trong hướng ăn trong nồi thì khi chúng ta ngồi chúng ta không thể nào quay được vào cái lồi cơm của chúng ta hoặc là chúng ta phải ngồi xoay vào một cái bàn mâm này, ngồi xoay vào cái nồi cơm à, chung trong một gia đình để chúng ta thể hiện con người lễ phép lịch sự và tôn trọng